không? Dạ. Bự quá trời. Mẹ mẹ chặt cái chuối mẹ. Ôi cả nhà ơi, cái bột chuối nó to nè cả nhà. Ôi trời. Mười mấy hải luôn. Đây là đâu rồi con? Mẹ chặt cái chuối ra nè. Con muốn chặt chuối với mẹ không? Chưa mẹ, mẹ nấu ăn nha. Lên ghi bên đây ngồi nè, đỡ mỏi chân. Lên ngồi đây con. Rồi đâu, con nói cả nhà ơi, con đi chặt chuối đó. Con đi chặt chuối đó. Con đi chặt chuối ăn đúng không? Chuối cao cao. Cô nói gì? Cho cháu thấy gì vậy? Cô nói gì? Cho cho con không hiểu con bắt chưa á. Cô nói cảm ơn con, không hiểu gì. Các cửa phòng con. Các cửa. Sao cửa phòng cho đi bắt siêu ra. Dạ dạ đúng rồi. Cô nói gì? Bây giờ ơi, mùi chuối quá trời. Cái trời đâu có cái mùi chuối luôn cả nhà. Chuối mười mấy nãy rồi. Mẹ phơi cho nó chín rồi mẹ nấu chè chuối ăn nha. Không thích không? Cái gì có ba lông đó mẹ? Ừ? Cái gì có ba lông đó bì? Cái gì có ba lông hả? Cái gì có ba lông đó bì? Không. Mẹ cho luôn. Cho không? Bây giờ ba lông có bụng bây giờ. Ừ? Ba lông khóc yêu yêu giống mẹ đó. Mẹ không khóc nữa. Cả nhà 2.000 ký.
lượng nhưng mà mấy chục ngàn á, ba mấy bốn chục ngàn. Ở dưới quê mình quá trời luôn. Ở dưới quê là nhà nào cũng có hết cả nhà ơi. Ăn không ngót luôn. Bên Sài Gòn thì mỗi cái mỗi mua. Đây mẹ con thu hoạch được như chuối nè. Con nói cả nhà ơi, mày thấy con giỏi không? Thu hoạch được chuối nè. Mười nải luôn. Một bồn chuối. Một bồn chuối mà mười nải. Lúc trước á, đang thu hoạch được một cái bồn kia nó lớn hơn bồn này. Cái bồn kia nó tới mười mấy nải là cả nhà. Đau nghe lệnh, hay là không thương mẹ hả? Có thương mẹ không? Nhớ nha, ông bà ơi, ông bà thương mẹ đi. Hay là không thương mẹ kìa. Tối mẹ không ngủ với con nữa. Vậy con ngủ một mình nha. Không, cho mẹ ngủ với chị. Con ngủ một mình nha. Chịu không? Không, cho ngủ với mẹ. Cho muốn gì? Ừ. Nãy con nói không thương mẹ mà. Thôi đừng ngủ với mẹ nữa. Chịu không? Đây mẹ chặt ra coi nè. Đưa đây lên, đưa mẹ chặt ra. Phải dạ nghe không? Dạ. Đúng rồi.